Có đâu. Gọi trai kiểu này kiểu gọi trai rồi. Không có. Không có. Khai không? Ở đây không khai. Ok mọi người, Đức vừa kịp lúc đi ra ngoài rồi. Ừ mà quên nữa. Hello mọi người, chào mọi người đến với kênh của bé Mon nha. Thì lâu hổm rằng đây, dạo gần đây á, mình với Đức cứ quay clip buồn buồn thôi, đúng không mọi người? Đúng đúng. Thì mọi người xem mình cũng chán, với lại mình cũng chán. Thì tiền thì cũng cho thời hạn là một tháng, thì mình sẽ từ từ, mình sẽ làm khi có nhiều clip hay để cho mọi người xem ủng hộ mình, đúng không? Thật là thú vị. Thì bây giờ hôm nay mình có một cái ý tưởng rất là hay, là mình sẽ cho Đức. Trời ơi chưa. Cho Đức gọi điện hú hí với trai mọi người. Ôi bạn ơi, coi Đức phản ứng như thế nào mọi người. Với lại á, dạo gần đây á, mình với Đức cũng không có cho nhau nhiều ấy, lâu lâu tạo một miếng cho nó có không khí. Đúng. Với lại thử xem Đức có hương mình nhiều không mọi người. Có cái con ok, bây giờ mình sẽ đặt góc quay và mình chờ Đức về nha mọi người ơi. Đức đi ra ngoài nãy giờ chưa có về nữa, thì bây giờ mình sẽ lấy cái điện thoại này và mình sẽ chỉnh chuông. Đâu rồi, cái chuông nào nè. Nice. Xuất sắc mẹ luôn. Alo. Có chuyện gì ạ? À. Em biết rồi. Nhưng mà đang dịch như thế này có đi đâu được đâu. Dịch như thế này đi đâu được. Thôi hết dịch đi rồi đi. Hết dịch đi rồi đi chơi. Thằng tranh con này. Nha. Không sao không sao, Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. Hết dịch đi rồi đi. Ok ok vậy thôi nha, bye bye nha, bye bye nha. Ai đây? Ai đấy? Ai đó? Ai? Chưa điện thoại ơi. Ai đâu? Ai? Bạn. Bạn nào? Bạn. Bạn nào? Bạn chơi lâu năm rồi. Trai gái? À thì gái. Chơi không được. Gái được trai. Ơ à, kìa điểm hoài thế. 10 điểm. Vậy thôi nha, tắt nha, bye bye nha. Nha, 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 nha. Bạn mà em, xin em. Bạn nào? Bạn. Trai hay gái? Mới nói gái còn gì. Gái mà lại xin em. Sao lại bảo bạn? Xin em rồi xin em thôi. Thế sao lại không gọi là chị? Khó, 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 chết mẹ mày rồi con. Trai không? Đúng rồi. Có đâu. Gọi trai kiểu này kiểu gọi trai rồi. Không có. Không có. Không khai. Khai không? Ở đây không khai. Không khai. Khai không? Khai không? Có ai đâu. Trai gái? Không có. Lừa rồi. Trai gái? Không có. Trai gái? Không có ai hết à. Không có ai hết. Trai không? Mà không phải con trai đâu, con B, con D, con B D. Thông minh lắm. Đó. Đi đây. Đừng. Đây. Không mà. Gọi điện cho trai không? Gọi điện cho trai em thử đi chơi nhá. Gọi điện cho trai em thử đi chơi. Nó gọi mà em có gọi đâu. Thế sao em đồng ý đi chơi? Như bạn mà. Không bạn bè gì cả, với anh có bạn khác giới là con gái thì sao? Học trò. Đi cái đấy. Trò đi đây. Yeah. Đi ra khỏi này.
nào. Ra khỏi nhà này. Đi nhanh, không đùa, không ngồi gì hết. Đừng mà. Gọi nhanh đủ đi chơi. Sao đây? Khóc à? Khóc à? Sao đây? Sao đây? Anh ơi. Anh ơi. Bỏ ra. Anh ơi. Em đi ra ngoài kia. Sao hả? Sao vợ? Bỏ ra. Không bỏ ra. Làm sao? Sao vợ? Em muốn điện cho trai còn gì nữa? Có còn gì để nói hết. Được. Khóc kìa. Quãi cả bìu. Mát nè. Không còn gì để nói, em đi ra đi. Em trốn, em trốn. Trốn cái gì mà trốn? Em trốn, em lùn, nãy giờ em trốn. Camera đâu? Camera nè. Đâu? Nè. Khóc được. Khóc kìa. Khóc kìa. Bỏ ra. Không ngồi. Khóc kìa mọi người á. Bắt đầu. Sao ơi? Bỏ ra trốn, trốn. Trốn nè. Thấy dạo này anh áp lực này kia quá rồi. Với lại mọi người xem clip cũng buồn á. Anh không thấy dạo này clip buồn không hả? Có chứ. Anh phải thương pha anh chứ. Anh phải làm cho mọi người vui á. Anh buồn người ta cho, cho gì cũng cho người ta nhìn người ta cười cho. Sao cười? Vui mà đúng không mọi người? Chúng không? Đúng. Chả gì vui cả. Nhưng mà sao này? Quấn em. Quá là điều bình thường luôn. Chai điện đâu nè, nhìn đi. Đây là điện thoại của anh mà. Chôn chôn tối ngày chôn. Ra úp vào tường. Đi nè. Úp mặt vào tường 15 phút. Cái gì? Điện đang quay clip à? Cho bàn dân tiến hạ thấy cái vẻ mặt. Ghê mình mọi người ạ. Úp mặt vào tường 15 phút. Mình đang bực chuyện mon trêu trêu mình. Mình rất ghét ở chai điện nhá. Giơ tay cao lên. Cao lên trời. Đứng 15 phút. Tròn mà. Toàn. Thì không? Không. Thì không? Thì không? Đứng 15 phút cho anh. Chôn trò gì không đâu tối ngày. Úp vào tường. Em xin lỗi mà. Không nhìn úp vào tường. Em xin lỗi. Không nỗi gì hết, chị úp vào tường. Em xin lỗi mà. Quay ra một lần nữa phạt tăng thêm 30 giây. Em xin lỗi. Thích xin lỗi không? Không, em không có lỗi gì thế hết. Em không cho nữa, em xin lỗi mà. Em làm clip cho mọi người xem mà. Không lỗi lầm gì hết, úp vào tường. Em làm clip cho mọi người xem mà. Anh đếm đủ 15 phút. Nhìn đi mà nhìn. Từ giờ lần sau con trôn nữa không? Không. Uống hết nọ tớ nữa này. Ta là mình. Từ sau trôn nữa nhá. Đừng trách. Này quay tiếp với lâu đi.